Hôm qua nhá, tao sang tận cổng nhà con thơ ấy, tao chửi nó đấy. Ông đừng có nói điêu. Ông phết thì phết vừa đấy nhá. Hôm qua nó có ở nhà đâu. Nó không ở nhà thì tao mới sang chửi chứ. Nó mà ở nhà mà tao sang chửi nó thì nó cào mặt đấy à. Ông nhận cái một lạnh ấy. Cháu lệ ông đấy. Cháu lệ cái sự thông minh của ông đấy. Ngô nhà kia làm đám tốt thế mà chưa có hạt mấy. Ôi dào ôi, bằng cái ngón tay cái này mà ông cũng mẹ được cháu chịu ông ấy. Thì có đâu, cả nhìn cả đồng ngô tốt thế chứ chả có bắp. Ông cũng là trẻ không tha, già không thương. Bắp như thế này mà cũng hái, chả có tí hạt nào. Này thì ông hái về làm gì? Thì tao tưởng có hạt để hái lên để nướng. Ông là phải bỏ ngay cái tính vặt tay vặt mắt đi. Ngô nhà người ta bé to thì kệ bố nhà người ta. Mắc mớ gì mà ông bẻ như cái ngón tay này về làm gì? Thì tao tưởng là bẻ ít lên để nướng cho chúng mày ăn. Trời ơi, hôm nay ông tốt thế. Mà ông nói thế cháu lại nhớ con thơ quá. Đợt này nó không đi chăn bò cùng, buồn không nhỉ? Chả có ai chửi ông để cho cháu còn nghe. Chửi đâu mà chửi. Nó mà chửi tao thì tao chửi cả bố mẹ nó chứ. Thôi ông đừng có nói phét. Hôm trước nó chả chửi ông à, ví ông như con lợn của nhà nó đấy. Mà ông có dám nói lại nó cái gì đâu, có dám chửi nó đâu. Thì bây giờ hôm nay chẳng qua là không có nó ở đây là ông ăn tục nói phét thì có. Nó đây là nó ví, nó có chửi đâu. Nó ví ông như con lợn nhà nó. Mà ông vẫn cho là bình thường để cháu cũng chịu ông đấy. Thế có chi là ghê gớm đâu. Ôi, cho nói với ông nhé. Giả dụ như nó ví ông như con lợn, lợn béo, lợn khỏe, lợn đẹp thì nghe còn được một tí. Chứ cháu còn đang nghĩ đến nó còn ví ông như kiểu con lợn bị ỉa chảy nữa cơ. Ôi chào ơi, nghĩ đến tôi đã thấy kinh tởm rồi. Ví như con lợn ỉa chảy, nghe nó đau lòng quá bác ơi. Mày cứ thêm vào nữa chứ. Nó nói là như con lợn, chứ nó cũng bảo là như con lợn để chạy. Ôi ông ơi, đầu óc con thơ á, nó thâm nho lắm ông ạ. Rốt như ông á, làm sao mà hiểu được. Mày thì cứ nói thế đi, nó nói cái gì mà tao chả hiểu. Mà mày nhá, hôm nay không có con thơ đi, mày toàn nói xấu nó thôi. Kể cả nó ở đây cháu cũng nói như thế nhá. Chứ không phải như ông mà có nó thì á, nó chửi cho vài câu có mà ngồi rúm đít lại. Còn không có nó đây bắt đầu oai. Nó mà bố láo là tao chửi lại cả bố cả mẹ nó. Nói thì như thật ý, có dám nói đâu. Còn mày nó cứ nói thế. Tao bây giờ tao thông minh ra rồi nha. Hôm trước nha, tao tháo cả mũ tao đi chửa nắng đấy. Mẹ à. Ông phải cất mũ ra đi để cho thông minh nó tràn vào cho nó nhiều nữa chứ. Đội vào làm gì? Đầu tao nhỏ, nó chỉ vào được đến từng ấy thôi. Hôm nay tao phải đội nó vào để giữ nó lại chứ. Ông thì thông minh được đến đâu mà đã lo cất với chả giữ. Tao thông minh rồi đấy. Hôm qua nha, tao sang tận cổng nhà con thơ ấy, tao chửi nó đấy. Ông đừng có nói điêu. Ông phét thì phét vừa đấy nhá. Mà ông nói phét với ai thì được, chứ đừng có nói phét với cháu. Không qua mặt được cháu cái bất cứ việc gì được đâu. Con thơ ấy, hôm qua nó có ở nhà đâu. Mà ông dám bảo là hôm qua tao đi qua nhà nó, tao chửi nó. Điêu. Thế nó không ở nhà thì tao mới sang chửi chứ. Nó mà ở nhà mà tao sang chửi nó thì nó cào mặt đấy à. Ôi giời ơi ông ơi. Ông nhận đóng một lạnh nhé. Cháu lệ ông đấy. Cháu lệ cái sự thông minh của ông đấy. Ông khôn thật. Ông nhè đúng cái lúc nó không có ở nhà để ông ra ông chửi nó. Tao đã chết đúng mà mày để cùng tóc. Tại ông thông minh quá cho nên là cháu này. Thì chả thế còn gì nữa. Thông minh thế còn gì nữa. Mày bảo tao phải thông minh như thế nào nữa. Cháu lại cứ tưởng là ông phải mặt đối mặt với con thơ, chửi cho nó một trận vì cái tội không đuổi bò. Mày điên à. Tao ngu gì mà sang đi chửi nó ở nhà để nó cao mặt tao ra. Nhìn nó lùn lùn thế thôi, chứ nó tay bằng mồm bằng tay đây. Nó đánh vô đây. Đấy,
Ông thấy không? Giờ ông mới biết là cháu này vừa thùy mị, nết na, lại còn xinh nữa, chứ không như con thơ ông nhỉ. Mày thì thùy mị, nết na thì hơn con thơ được một tí. Sao lại hơn có một tí? Phải hơn nhiều chứ, hơn tất cả mọi người chứ. Hơn có một tí là thế nào? Con thơ lùn lùn nhưng chỉ nhân mày nhiều. Ông nhìn kỹ lại mặt cháu đi. Ông nhìn kỹ xem. Mở to mắt ra nhìn kỹ lại mặt cháu xem nào. Cháu xinh đến này cơ mà, mà ông lại bảo là không xinh bằng con thơ là thế nào? Cháu thì có điểm gì xấu? Ông nhìn lại xem nào. Cháu hơn nó nhiều. Cháu cái gì? Trước hết là cái mũi tẹt. Ông lại chẳng hiểu cái gì rồi. Mũi tẹt bây giờ mới là thích nhá, mới là hot nhá. Bây giờ cháu hỏi ông nhá. Bây giờ cả cái ruộng nhà ông mà nó cứ chỗ cao chỗ thấp nhấp nhà nhấp nhô, ông có thích không? Không thích đúng không? Mà phải là một cái ruộng bằng phẳng thì ông mới thích đúng không? Đấy, bằng phẳng này, mặt cháu nó cứ bằng phẳng này mới thích chứ. Cháu nói với ông này, mặt cháu nhá, là mặt chữ điền đấy, không phải chuyện đùa đâu. Thế thế là mặt mày là mặt đất à? Ông chẳng hiểu cái gì cả. Công nhận, con thơ nó nói đúng đấy. Thế ông rốt rốt hết phần điền ạ. Ai bảo ông là mặt chữ điền là mặt đất? Mặt chữ điền tức là mặt vuông ấy, chứ không phải mặt chữ điền là mặt đất đâu. Mà công nhận thế mà ông cũng nghĩ ra được, tại thật. Ông rốt. Điền chả là đất thì còn gì nữa. Điền thì là đất, nhưng đấy là trong lĩnh vực nông nghiệp. Còn đây ý, điền đây ý, là ở cái mảng nhận diện khuôn mặt. Thì điền là mặt vuông. Thì đất là điền. Thì tại sao mặt mày lại không phải là đất? Thì là điền cái gì? Thì như mặt cháu là điền đây này. Còn như mặt ông ấy thì là chuột. Bực mình quá. Thì mặt mày thì điền, mặt tao là chuột à? Thì mặt con thơ là cái gì? Mặt nó là mặt con lợn. Thủy ơi, sao dạo này con thơ nó nghỉ lâu thế nhỉ? Ôi, dạo này á, nó ra đứng đường rồi. Nó ra đứng đường làm này này. Nó cứ vẫy vẫy này này. Nhiều tiền lắm. Sao cháu lại không ra ngoài đường mà vậy mà kiếm tí vốn? Đang tuổi đang trẻ thì phải kiếm tí vốn sau mà làm ăn chứ. Chả nhẹ cứ đi chán bò này mãi à? Ông tưởng ngon à? Không phải ai ra đứng vẫy được đâu. Làm cái nghề này mệt lắm. Mà ông nhìn cháu này, trông xinh xinh đẹp đẹp thế này thôi, nhưng mà cháu yếu lắm. Lùn lùn như con thơ đấy. Nó ra nó làm được đấy thôi. Ui ông ơi, lùn lùn như nó thôi, nhưng mà nó khỏe lắm. Con đấy khỏe như trâu ấy. Có hôm nhá, nó đi vậy á, phải đến 10 giờ đêm nó mới về con ấy. Ui, nó làm như thế chắc sau này nó về nó nhiều tiền lắm ấy nhỉ. Chả nhiều à, khối tiền rồi đấy. Thì sao mà nó làm được mà lại cháu lại không ra mà làm? Cháu nói từ nãy đến giờ mà ông vẫn không hiểu là thế nào nhỉ. Nó cứ đứng vẫy vẫy như này này, đến lúc hết người rồi nhá, là nó lại chổng mông lên để nó cào, nó hót, nó xúc. Ủa thì sao không có người nữa, nó lại ra nó chổng mông nó làm những việc đấy? Thì làm công nhân cầu đường, thì không làm những việc đấy thì làm việc gì hả ông? Chỉ có những lúc mà có đông xe ấy, thì nó mới đứng nó vẫy này để nó điều tiết giao thông thôi. Chứ đến lúc hết xe đi hết rồi, chứ nó đứng nó vẫy ai? Thì nó chả phải ra mà chổng mông lên mà xúc mà hót mà cào. Làm công nhân không làm những việc đấy thì làm việc gì? Ôi trời, mãi cha mẹ nhà cô chứ. Sao ông lại chửi cháu? Chứ công nhân làm đường thì nói là công nhân làm đường, lại bảo là đứng vậy vậy. Ông tuyên nhân ông vứt bỏ cái mũ đi. Sao mày lại thông minh nó nạp thêm vào đầu đi. Mày vớ va vớ vẩn, mày lại vứt mũ tao đi cho nó nắng. Thì nắng để mà hấp thụ cái thông minh vào đầu. Ông cứ bảo là ông thông minh lên rồi, thế tôi chả để ông thông minh lên được tí nào cả. Óc hột mít, vẫn là óc hột mít này, vẫn chưa thể trở thành óc hột sầu riêng được. Hột mít thế là hột sầu riêng như thế, kệ bố nhà tao. Thì không kệ bố nhà ông thì kệ ai? Chẳng lẽ lại kệ bố nhà cháu chắc?